Godzilla X Kong Đế Chế Mới là một bộ phim như đang coi chơi game vậy đó mấy bạn. Nghe là các bạn cũng biết phim này đối với tôi nó không phải là phim hay rồi. Thiệt, nghe cái chữ mà Godzilla X Kong mà nghe nó có vẻ ý, hai đứa này nó đang X nhau hay là gì, thiệt mà sao đó. Mà các bạn biết không, lúc tôi coi phim này tôi cứ tưởng đây là phim Nhật. Cái phim mà hôm bữa Godzilla Minus One được giới thiệu đây là một bộ phim được đón nhận rồi, nói chung được giải rồi cơ bằng, mà nói chung hay lắm. Mình cũng cảm thấy là rất là chào mừng, mình cảm thấy là để ra coi nó hay cỡ nào. Hóa ra không phải, phim này là phim Mỹ, là coi từ đầu tới cuối không thấy đứa nào Nhật hết trơn hết á. Vô coi thấy diễn viên sao lạ quắc vậy nè, mà sao đứa nào diễn cũng giống như là diễn viên hạng B. Thiệt, coi bộ phim này bạn thấy nhân vật á, trời đất ơi là mới rợi à. Nhìn một anh thì giống như là Bradley Cooper mà version Shopee á mấy bạn, anh mà đóng trong phim Hangover đẹp trai nhất á. Rồi một con bé thì nói không có nói bằng miệng mà nói bằng cử chỉ chi động từ tu quơ mấy bạn, nhìn giống Princess Leia của Star Wars mà phiên bản mà Lazada. Nói chung từ đầu tới cuối coi thấy ủa sao nhân vật sao thấy giống dở như vậy, quay phim thì cũng dở nữa, màu nó cũng một màu nó kỳ kỳ nó sao á. Hóa ra phim này phim Mỹ thiệt, không phải phim Mỹ nào nó cũng hay hết. Tôi đã từng review, thậm chí mà Doctor Strange coi nó cũng dở nữa. Các bạn coi lại những review của tôi đi, phim nào dở là tôi nói dở, phim nào hay tôi nói nó hay. Thành ra đây là một bộ phim nếu mà bạn thích coi quái vật quýnh nhau thì bạn coi cũng được, nhưng mà thiệt sự không đáng để bỏ tiền ra rạp coi đâu. Tại vì kiểu đó mình coi lên coi mấy streamer chơi game cũng mấy quái vật quýnh nhau còn kinh khủng hơn phim này nữa. Phim vô coi quýnh quýnh hồi thấy lên trùm cuối cho tự nhiên giật chỏ hai ba cái chết, thấy vô duyên lắm mấy bạn. Rồi coi review này sẽ biết nó dở chỗ nào ha. Vô đầu phim vô á, mình thấy một con khỉ đang bị một đám chó rượt theo cắn. Chăng khỉ này điên trộm chó hay sao? Không có đâu, nhưng con khỉ đó chính là con King Kong. Mà nói thiệt khúc này á, mình sẽ thấy King Kong nhỏ xíu rồi nè, chó cũng bự gần bằng King Kong luôn. À là tại vì không có thấy người ở chung quanh. Thiệt, mình phải có thấy người thì mình mới biết King Kong nó bự như thế nào. Giờ thấy có con King Kong với mấy con chó, thấy chó với khỉ cũng giống như bình thường vậy. Cái King Kong nó bắt đầu đặt bẫy, chó bị rớt xuống hố nè, rồi bị đá rớt là y chang như là du kích vậy đó mấy bạn. Xong rồi có bắt đầu King Kong mới bắt một con chó đi để mà ăn thịt. Trong lúc ăn thịt thì King Kong mới phát hiện mình bị đau răng. Ôi da, trời đất ơi, sao khúc này cho thấy nó rất là đời thường luôn đó mấy bạn. Xong cái bắt đầu quay qua con người, thì con người lúc này là chỉ vô những người mà nhà khoa học đang ngồi căng thẳng, ngồi bắt đầu nhìn cái thấy bắt đầu có những cái nó ghi giống như là địa chấn vậy đó mấy bạn. Thấy kinh khủng lắm thì mấy anh khoa học mới cầm lên và nói: "Ê, tôi không hiểu, cái này là sao ta chưa bao giờ thấy được nữa." Đúng là nhà khoa học luôn. Mình coi mình còn không hiểu mà mấy ảnh còn không hiểu, rốt cuộc ai hiểu đây? Thì bắt đầu chiếu qua một cái chị này nhìn mặt vô là tôi biết ngay phim này là một phim loại B. Tại vì chị này chưa bao giờ thấy trên phim hết á, tức là một cái diễn viên mà mình nhìn mặt vô là mình biết đây là diễn viên loại B. Diễn viên hạng A là các sao Hollywood mà mình thấy kiểu giống như là Marvel hay là gì. Còn này vô chị này nhìn biết chỉ là ai hết trơn á. Chị cũng nói tôi cũng không biết nữa, người ta tới. Trời đất ơi, bà làm sếp mà bà không biết thì sao tôi biết được? Như các bạn biết không, có một người biết, đó chính là một con nhỏ. Con nhỏ đó đang nằm ở trong cái lớp học vậy đó. Cái lớp học mọi người đang giảng bài đang vui vẻ thì tự nhiên nhỏ lên cơn động kinh vẽ quá trời, vẽ trong cơn mơ đó mấy bạn. Nó vẽ một đống mà nhìn vô cái là mình thấy y chang như là cái bản đồ mà ghi lại cơn địa chấn lúc nãy vậy đó. Cái xong cái bắt đầu cái bà cô giáo bà mới gọi điện cho cái bà lúc nãy, tức là cái bà tiến sĩ á, cái cô mà diễn viên hạng B, cô này cũng mới tới. Hóa ra cô này là cổ nuôi cái đứa nhỏ này, nhưng mà đứa nhỏ này không phải con của cổ, nhưng mà cổ nuôi tại vì nhỏ này nó không còn ai hết, nó là người, là một bộ tộc duy nhất trên thế giới, là một bộ tộc không có nói chuyện mấy bạn. Bộ tộc này mắc cười lắm, gặp nhau cái đứng cười không à. Ý là gì biết không? Ý là nhớ bấm share, bấm subscribe đi mấy bạn. Ủa hay chưa? Tôi nhìn vô mặt là tôi biết nó nói liền, nhưng mà ngay lúc này nhỏ nhăn nhăn bắt đầu chia đụng từ tu quơ. Cái bà này cũng chia đụng từ tu quơ luôn. Mình coi mình không hiểu gì hết, nhưng mà hên quá có phụ đề ở dưới, phụ đề nói là I belong to you. You belong to me. Dịch ra tiếng Việt là mày là nô lệ của tao. Tao là nô lệ của mày. Hả? Ủa như dịch bậy hơi kỳ, cái khúc đó thiệt ra là ba thương con vì con giống mẹ, nói chung là mẹ thương con rồi con thương mẹ vậy đó. Mà I love you không được sao mà I belong, nghe mệt quá vậy. Xong có bắt đầu bà cô bà mới than phiền: "Chị biết không, tụi tôi đã cố gắng mà giúp đỡ nhỏ này để nó hòa nhập với cộng đồng rồi, nhưng mà nó quậy nó phá lắm. Tôi cảm thấy áp lực quá tôi muốn làm một cái cho thật lớn." Quậy cái gì, nó nằm ngủ trong lớp chứ nó có làm gì đâu quậy. Bộ muốn đứng dậy nó gào rú hay sao, nó chia đùm từ tu quơ may rồi đó, mà nó chỉ có vẽ hình thôi à. Cái xong bà này bà cầm lên bà cầm bà trời đất ơi, bà căng thẳng lắm, mà bà căng thẳng không phải như mình nhìn vô mình thấy nhỏ này nó vẽ hình y chang như cái lúc nãy luôn rồi, nhưng mà mẹ này mẹ nhìn vô mẹ chỉ thấy trời ơi con đừng làm như vậy chứ, con sao con suy nghĩ con có gì con phải nói cho mẹ hết đi. Nói cái gì mà nói, nó vẽ gì vậy rõ ràng nó cũng không hiểu nữa. Cái má này bắt đầu má không hiểu là cái nó vẽ là cái gì hết đó, má cũng không hiểu là cái bản đồ của cái chỗ mà trung tâm nghiên cứu của má là gì. Cái má bắt đầu nói giờ mình sao đây, mình không hiểu, mình là một nhà khoa học của một trung tâm nghiên cứu toàn là nghiên cứu những con titan không
mà. Titan là gì? Là giờ trên thế giới cái chuyện mà Godzilla với lại King Kong quấn nhau là chuyện mỗi ngày mọi người ta thấy bình thường rồi mấy bạn. Tại Godzilla nó giờ nó nằm ngủ ở ngay chỗ cái đấu trường Colosseum ở Ý á, nó giống như chỗ đó là chuồng chó của nó vậy đó, xong thức dậy cái đầu đi nó quấn mấy Titan khác. Tại vì nó là người bảo vệ trái đất mà, Titan khác là nó tới là nó quấn te tua luôn. Mà trong quá trình đi bảo vệ của nó phá trời ơi lên đi qua đi lại nó phá nát tùm lum tà la hết, thậm chí cái chỗ mà nó ở cũng nát luôn. Nhưng mà một hồi tự nhiên chỗ đó nó hoàn chỉnh lại mấy bạn, hay lắm, mà hoàn chỉnh nguyên trạng như là đang bị nát vậy đó. Tôi cũng hiểu nữa, nó lạ lắm. Nhưng mà ha, quấn nhau te tua, nhưng mà về cơ bản đó là xã hội này là một xã hội ai cũng thấy Godzilla với lại King Kong là coi như chuyện thường ngày vậy đó. Ôi trời ơi, tưởng gì con thì thấy hôm qua nó quấn lộn chỗ đó sờ bần không à. Nhưng mà không sao, bà này bà bắt đầu bà đi kiếm một cái chuyên viên trong cái chuyện mà nghiên cứu coi cái bản đồ này nó có nghĩa là gì, rồi hình ảnh của con mình có nghĩa là gì. Nhưng mà bà không để kế bên nữa mà mình thấy. Nhưng mà bà nghiên cứu, biết bà kiếm cái chuyên viên ở đâu không? Chuyên viên là một thằng cha chuyên gia podcast. Cha này cha podcast cha nói hả? Mọi người có biết không, ở ngoài vũ trụ á là có hả, có người ngoài hành tinh này đầy đủ kiểu hết. Trời đất ơi là trời, giờ tao thấy con Godzilla tao khiến King Kong rồi, cái chuyện mà tao thấy hai con quái vật nó quýnh nhau là tao biết chắc chắn ngoài vũ trụ có người ngoài hành tinh, được cần gì mày phải nói nữa. Nhưng mà trong phim này ghê lắm, cái bắt đầu cha này chỉ xuất hiện chả làm hay giống như chả sống chả bán bảo hiểm nữa. Chung cuộc đời khổ ải lắm mấy bạn, ở nước ngoài bán bảo hiểm cuộc đời khổ ải lắm, chứ Việt Nam bán bảo hiểm không có khổ đâu mấy bạn. Thấy mấy cô bán bảo hiểm ông lên trời ơi, thấy ăn mặc đẹp đẽ luôn như rồi. Nhưng mà hả, bắt đầu bà này bà vô mà nói giờ tôi không có biết ai mà để giúp đỡ mà hiểu được cái này á đó, tôi chỉ có tới kiếm anh thôi. Cha nói cho bà đó, ok kiếm tôi để tôi giúp cho chị ha. Bắt đầu cho cầm lên cho coi, ôi trời đất ơi, cái của chị vẽ giống y chang như con của chị vẽ gì hết trơn. Rồi hai cái này nó là một cái tín hiệu gì đó. Trời ơi, sao tôi không biết ta. Bắt đầu chạy về cái hóa ra là hả, cái tín hiệu này là một cái tín hiệu mà kêu cứu từ dưới ở trong trái đất á. Tại vì lúc này trái đất á là một cái trái đất rỗng, ở mặt ở trên là mình sống, còn dưới trong đó là rỗng, ở trong đó có một thế giới nữa, thì con King Kong nó đang sống ở đó. Mày chạy về thì bắt đầu King Kong chui ra khỏi cái lỗ rỗng đó, chuẩn bị quýnh nhau hết. Không phải King Kong tới tôi không cần phải biết một chút xíu gì về ngôn ngữ mà tua hết, tôi biết King Kong nó đau răng quá nhổ giùm tao. Cái xuất hiện một thằng cha này xuất hiện hả, mặt kiểu giống như là nhìn đẹp trai lắm, y chang như là Bradley Cooper mà version Shopee gì đó các bạn. Để tao nhổ răng, nhổ cái cặc cái xong rồi rắn răng mới vô, cái bắt đầu tùm lum, cái bắt đầu cha này bắt đầu nói chuyện với lại bà này. Em có còn nhớ không, hồi xưa anh học trường em nó nói là không ngờ anh trở thành con người như vậy, thì anh cũng không ngờ là một cô gái hồi xưa bây giờ đã trở thành tiến sĩ. Không có anh ơi, em là tiến sĩ hai bằng lần. Khoe qua khoe lại, trời khúc này coi dễ thương dễ sợ luôn, hấp dẫn quá trời luôn. Hai người diễn nó dở, trời đất ơi là trời. Nói thiệt nha mấy bạn, bạn coi phim á, bạn biết ngay là diễn viên xịn với diễn viên dở nó như thế nào. Diễn viên trong phim này nhìn vô không có một ai mà mình nhìn là chắc chắn những người này mà kêu bằng là có thể mà vươn lên được cái tầm mà sao hạng ngay. Nói thiệt, nó không phải là một cái chuyện mà mình phân biệt gì hết trơn, nhưng mà rõ ràng diễn nó rất là kỳ cục. Bắt đầu nguyên nhóm này mới quyết định là bắt đầu bay vô trong cái lỗ hổng đó để mà tới coi ở dưới đó, cái nguồn mà tín hiệu nó phát ra là ai kêu cứu cái gì. Thì cái anh cha mà anh cha podcast ra, anh cha nói cho tôi đi với chứ. Cái bà này mới nói thôi anh đi là nguy hiểm lắm. Cha nói ờ vậy ha, tới lúc cần là tới nhờ tôi, giờ không cần. Cái bắt đầu giục tôi qua một bên, đừng làm như mấy bạn mà có cần kêu anh leo á, làm clip này làm clip kia đi. Cái tới lúc anh leo kêu như bấm share bấm subscribe ha, rồi donate nè, tại vì bạn gửi thông điệp qua donate anh Lê sẽ làm liền. Thì lơ, tại vì anh tức dễ sợ, tôi đồng cảm với ông này chỗ này đó. Nhưng mà cái xong ổng nói vậy, ổng hờn mát vậy đó. Cái bắt đầu bà kia nói thôi rồi đi ha. Cái leo lên máy bay chuẩn bị đi ra, thì bắt đầu cha lái máy bay cho có chuyện, mặt mày khó chịu. Ai cho nó lên đây? Lên đây để làm gì? Nó có biết gì về cái chuyện này, đi nguy hiểm lắm. Trời ơi, nhìn mặt cha này nói hai ba câu là tôi biết cha này sắp chết rồi. Đúng vậy, xuống dưới chết chết ngắt ở dưới. Trời đất ơi là trời. Mình coi là mình có thể đoán được hết tất cả, tại vì người trong này làm đúng như những cái mà mình đã coi những cái phim dở trước. Cái phần người trong bộ phim này nó rất là hời hợt, người vô hả bay tới bay lui, xong rồi bắt đầu nhìn màn hình kiểu giống như Godzilla đi tới đây như vậy là gì ta, mọi người phải làm sao chứ, coi mình, chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ. Chuẩn bị cái gì, mấy anh làm gì được, cái đồ nó quất một phát là nát hết trơn luôn. Mấy anh làm gì, ông lại thấy nó đang đi đâu cái dừng lại, anh dừng lại, anh đã thổi nồng độ cồn chưa mà anh đi tới đây. Trời ơi, Godzilla nó bay qua nước này, nó bay qua nước kia, không có làm được cũng gì hết trơn hết. Xong nguyên đám kia bay xuống dưới thì phát hiện King Kong là con duy nhất còn tồn tại ở trong cái giống loài King Kong của nó. Nghe người ta nói vậy thôi, cái bắt đầu hả nó quyết định chứng tỏ không, giống loài ta còn tồn tại. Cứ đi qua chỗ khác nó gặp nguyên một bầy khỉ khác. Anh King Kong bây giờ biến thành Tôn Ngộ Không, xuống dưới Hoa Quả Sơn thấy một bầy khỉ, bắt đầu đi tới đó thì bắt đầu phát hiện bầy khỉ bị cai trị một con khỉ. Một con khỉ này rất là ghê gớm, nó tên là Scar King, dịch ra tiếng Việt là vua mặt thẹo mấy bạn. Con mặt gì hết trơn đó. Con Scar King này hả, nó điều khiển một cái con Titan khác. Con này ghê gớm lắm, theo như là prophecy là sấm truyền hồi xưa, con này sẽ tàn phá này nọ lọ chai. Giờ muốn đánh lại được á thì cần phải có một sự kết hợp giữa con Mothra là một con Titan khác, là một con quái vật. Quái vật đó là về cơ bản nó là một con mốt, là một con mối á mấy bạn, nhưng mà nó bự lắm. Và đánh thức cái con mối đó mà để cùng với King Kong mà chống lại cái con Scar King với lại một cái con Titan nữa, con thổi băng này ra, thì cần phải có một con nhỏ. Nhỏ đó là người được chọn
chọn, và đó chính là con nhỏ Princess Leia mà version Sappy, tức là nhỏ mà không biết nói tiếng chia đồng từ tu quơ mấy bạn. Nhỏ đó xuống tới hả, bắt đầu kêu con mốt ra xuống với dân của nó, dân ở dưới hả gặp nó bắt đầu cười vui vẻ lắm, nói chuyện bằng theo kiểu, tại vì dân đó nó không có nói chuyện, dân đó là dân mà đặc biệt. Nói chuyện với người bình thường thì nó còn chia động từ tu quơ, còn hả nó gặp nhau hả nó toàn là telepathic không mấy bạn, nói chuyện mà qua sóng não không à. Thành ra hả cái khúc này tôi biết khỏe nhất là ai các bạn biết không, là mấy cái người viết kịch bản không cần phải viết con gì hết trơn, nó nói gì đâu cần nói gì đâu, chỉ cần hả mấy người mà đứng kế bên họ nói gì vậy, họ nói gì vậy, à chắc là họ đang chào nhau đó, họ nói chuyện với nhau là bằng qua sóng cảm nghĩ thôi, không cần phải nói chuyện. Khỏe dễ sợ. Không cần biết nói gì hết trơn, nhưng mà là mình cũng biết những chuyện đang xảy ra, làm đủ kiểu á, kêu con mất ra này nọ, xong rồi có đầu quýnh lum 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 á. Hầu hết những trận đánh ở trong cái bộ phim này á là quái vật quýnh quái vật, mà rất khó để mà thấy được cái độ tương quan bự của con quái vật với lại con người. Hầu như đánh nhau con người á nhảy vô là bị giẫm bẹp thôi, thành ra người bắt đầu chạy trốn chết chỗ khác cũng thấy con mặt vậy trơn. Thành ra mình coi phim này mình không có cảm nhận được là đám này nó bự tới cỡ nào, không có một cái cảm nhận được, và mình không có cảm thấy sự liên kết được giữa mình với lại cái đám quái vật đó. Bởi vì nói thiệt, cái bộ phim này á người không có làm được gì hết trơn hết á, thậm chí những cái mà người làm được trong bộ phim này nếu mà không làm á thì cuối cùng nó cũng sẽ giải quyết được. Thậm chí con quái vật mà con Mothra xuất hiện đó mấy bạn biết không, cái con đó nó cũng không có làm gì luôn á, nói là prophecy là hả nó sẽ cùng với con mà để quýnh nhau với cái con kia, thiệt ra không cần vậy, tại vì nên nhớ bộ phim này nó không phải là Mothra and X-Con mà là Godzilla X-Con. Và thực sự bộ phim này chỉ là một bộ phim nói về hành trình của Kong kiếm lại được toàn đoàn của mình thôi. Thành ra coi bộ phim này quýnh nhau te tua, chỉ có khúc cuối là thấy có người với miếng kiến vậy đó, còn lại mình coi á y chang như là đang chơi game vậy đó, mà là một người khác chơi game mà chơi game dở nữa. Nói thiệt, con trùm á Ska King á được nói là con này nó ghê lắm, con này hả nó lãnh đạo rồi nó làm âm mưu của nó này nọ, trời đất ơi vô quýnh bập chết, làm những cái chiêu mà ầm ầm ầm, nó thiệt màu mè đủ kiểu hết. Cái bộ phim này bạn coi bạn sẽ có một cái cảm giác nó rất là kỳ cục, đúng là phim này là phim làm CGI đủ kiểu hết, nhưng mà những cái cảnh mà có người á có cảm giác như là cái camera của nó có vấn đề về cái chuyện focus, người á nó bị out focus nè, rồi cái cảnh nó mờ mờ ảo ảo, nó rất là kỳ cục. Nó không phải mờ mờ ảo theo kiểu là nó một cái gì đó ghê gớm, mà nó mờ mờ ảo ảo theo kiểu là nó không đủ tiền để mà nó làm cho cái cảnh đó nó trở nên một cách sống động thiệt sự hơn, giống như những cái bộ phim King Kong mà chúng ta đã coi hồi trước. Có thiệt các bạn coi những bộ phim King Kong hồi xưa có anh Jack Black đóng á, Đảo Đầu Lâu á, các bạn bạn coi bạn thấy nó còn hay hơn cái bộ phim này nữa, tại vì nó có sự liên kết giữa King Kong với con người. Còn bộ phim này bạn coi bạn thấy người á biết sao không, chỉ đứng coi cố lên con, đúng rồi, xong rồi chia động từ tu quơ vậy thôi, còn lại toàn là khủng long một quái vật nó quýnh nhau không à. Thành ra bạn nào mà thích phim quái vật quýnh nhau bạn có thể đi coi thoải mái, đây là một bộ phim giải trí nếu mà bạn thích quái vật. Nhưng mà đối với những người coi những bộ phim mà đòi hỏi phải có kịch bản xịn, đòi hỏi những cái kiểu như là Oppenheimer hay là Killers of the Flower Moon đó, là những phim mà tôi đã review hay nằm trong phần pin comment của tôi á, thì các bạn coi bộ phim này các bạn sẽ cảm thấy chán và cảm thấy tốn tiền lắm, bởi vì nó không có hay. Bạn nào mà lỡ lộn giống như tôi á, tưởng đây là Godzilla Minus One của phim Nhật mà được khen bữa giờ á, ra rạp coi xong thấy trời đất quỷ thần ơi, phim này đâu phải phim Nhật đâu, không lẽ coi xong cuối cùng thấy đúng là nó dở thiệt. Thành ra lời khuyên của tôi là bạn nào thích phim hay thì không nên bỏ tiền để đi coi phim này. Bạn nào mà thích coi những bộ phim quái vật đánh đấm thì bạn có thể một là ở nhà chơi game, hai là bạn coi người khác chơi game, ba là bạn bỏ tiền ra rạp để coi một bộ phim đánh đấm mà quái vật đánh đấm nó cũng kỳ cục lắm, nó cũng không hay như là chúng ta tưởng tượng nữa, nhưng mà nó cũng có một phần nào giải trí. Còn lại thì bạn nào thấy tôi nói đúng nhớ share, subscribe và trân trọng tụi tôi cái chuyện mà đi coi phim về review cho các bạn càng nhanh càng tốt bằng qua những cái vé mà các bạn gửi qua donation. Vậy ha, clip dài rồi, tới đây là hết. Bye bye, hẹn gặp trong những clip khác. See ya.